Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nhân BB đây. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều vui vẻ các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy gì chưa? Mommy non nhang này, Huggy Wuggy chúa này các bạn ơi. Các bạn biết không, ở video lần trước ấy, mình đã đóng giả làm đại ca của Huggy chúa các bạn ơi. Mình đã rủ một đội quân Huggy chúa đến đây để tiêu diệt Mommy non nhang các bạn ạ. Và ở video trước mình đã tiêu diệt được rồi các bạn ơi. Nhưng mà bạn nào chưa xem thì có thể xem lại nha, và kênh Nhân BB xem lại nha. Còn ở video lần này ấy, thì Mommy non nhang gọi thêm một đội quân nữa các bạn ơi. Đội quân Mommy non nhang nữa để ra để chiến đấu với Haki chúa các bạn ơi. Wow, những con Haki chúa này nó mạnh lắm đây. Không biết Mommy non nhang có thể thắng được không các bạn ơi. Ghê chưa. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ đội quân nào đây các bạn ơi. Chúng ta sẽ cứ ở trên đây xem uýnh nhau nha. Xem bọn chúng uýnh nhau các bạn ơi. Rồi tí nữa chúng ta sẽ xuống và tiêu diệt hết tất cả bọn nó. Yeah, các bạn thấy cái ý kiến này của mình có hợp lý không? Có hay không? Wow các bạn ơi, ai chưa like video thì ấn like video nha. Mọi người tất cả hãy ấn like video hết nha, để bây giờ chúng ta có thể xem video này hay hơn nha. Đấy, mọi người ấn like video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo nữa, để không bỏ lỡ nhiều video hay của Nhân BB các bạn nha. Rồi mấy con quái vật này các mình sẽ bị tiêu diệt. Mommy non nhang, mình nghĩ trận đấu này Mommy non nhang sẽ không thắng được đâu các bạn ạ. Mommy non nhang xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 9 con Mommy non nhang các bạn ơi. Còn Huggy là Huggy chúa này mạnh lắm, nó đông lắm các bạn ơi. Ui, Mommy non nhang trận này thua Huggy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nha. Mọi người ấn like hết chưa nhỉ? Các bạn ấn like hết chưa? Các bạn ấn like hết đi nha. Mình sẽ cho thời gian các bạn 3 giây để các bạn ấn like nha. 1, 2, 3. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha. Ấn like và đăng ký kênh hết rồi đúng không? Chúng ta cùng nhau xem nào. Trận chiến bắt đầu. Trận chiến giữa đạo Haki. Ui các bạn ơi. Ui Haki ăn thịt hết các bạn ạ. Ui ấy các bạn chưa. Ui Mommy non vào tới đâu là Haki ăn thịt hết tới đó luôn. Đó các bạn. Ui kìa, bọn này khê chưa. Ui đi đuổi theo các bạn ơi. Đuổi theo. Ghê quá. Wow. Trời ơi, chết rồi các bạn ơi. Haki chúa này mạnh quá. Trời ơi, kinh khủng khiếp luôn. Nó tiêu diệt hết một đám Mommy non nét luôn các bạn ạ. Ghê thật đấy. Chạy thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình lại gọi Haki con đến để cho bọn chúng đấu với Haki chúa các bạn ơi. Đúng rồi. Hay quá. Ok đi thôi các bạn ơi. Kia rồi. Haki con này kia rồi. Tại sao lúc nay không ra cứu mẹ Mommy non nang? Mẹ Mommy non nang bị tiêu diệt rồi. Ôi. Haki con ơi. Các bạn nha. Đây mình nói cho các bạn biết này. Đấy, bây giờ chúng ta ấy sẽ giả vờ mô kích cho con Haki con này với con Haki chúa đấu với nhau các bạn nha. Cho bọn chúng đấu nhau đi. Bọn chúng sẽ bị chết hết các bạn ơi. Hợp lý chưa? Đấy các bạn xem mình đây. Ôi, Haki con ơi. Trời ơi, đứng ở đây làm cái gì? Lúc nãy mẹ Mommy non nang đã bị Haki chúa tiêu diệt hết rồi. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Khổ thân các ngươi quá. Mấy con Haki chúa mạnh lắm đấy, các ngươi không đấu thắng được đâu. Các ngươi cũng đông quân đấy nhỉ. Nhưng mà rất tiếc ấy, thì mẹ Mommy non nang của các mi đã bị Haki chúa tiêu diệt rồi. Rồi sao bây giờ mình lên đây mình nói chuyện với Haki chúa. Hello Haki chúa, đúng là anh mạnh thật đây. Anh nói chung là đã tiêu diệt được Mommy non nang rồi. Các anh quả là những chiến binh vĩ đại nhất thế giới luôn. Nhưng mà các anh ơi, các anh vẫn không mạnh bằng con Haki con đâu. Ôi giời ơi, bọn chúng đang rủ các anh solo này. Các anh có dám không? Nói rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thôi. Xem nha các bạn nha. Xem nào bọn chúng như thế nào các bạn này. 1, 2, 3, 4. Ui, Haki chúa này. Ui, Haki con đã phát hiện ra rồi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, bọn chúng Haki con đã phát hiện ra rồi đây. Ui các bạn ơi, bọn chúng đấu ở đâu ấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi. Ui đây. Ui các bạn ơi, nhìn này. Ui, wow, Haki chúa ăn thịt hết Haki con các bạn ạ. Ui các bạn nhìn này. Ui, ui, wow. Ui, Haki chúa mạnh thật sự luôn các bạn ơi. Wow. Ui. Wow. Mấy con Haki chúa này mạnh thật sự các bạn ạ.
Trời ơi, Haki coi mà bọn chúng bỏ vào miệng bọn chúng cắn một phát là xong luôn các bạn ơi. Ui không thể tin được. Được lắm Haki chú ơi, anh thật là khỏe vô địch đấy. Người nhện rồi, đúng rồi người nhện các bạn ơi, đi tìm người nhện, tìm người nhện thôi. Wow, tìm người nhện các bạn ơi. Oh, wow, siêu người nhện đây rồi. Wow, các bạn ơi. Wow, siêu người nhện, một đội quân người nhện luôn. Siêu chất luôn, siêu ngầu luôn. Có 3 người nhện khổng lồ các bạn ơi. Oh, 1 2 3 luôn các bạn ơi. Có 3 người nhện khổng lồ và một đội quân người nhện bé nhỏ các bạn ơi. Oh, nói vậy thôi, người nhện bé nhỏ vậy thôi nhá. Còn người nhện còn to hơn mình luôn các bạn ơi, cao hơn mình luôn các bạn ơi. Oh, ghê chưa, ghê chưa. Lần này bọn Haki chú ha, làm sao mà chúng có thể thoát được. Các siêu chiến binh người nhện này. Ui, ra xem người nhện khổng lồ các bạn ơi. Wow, ngầu thật đây, ngầu thật đây. Người nhện ơi, anh thật là ngầu quá. Ui, nhiều tay các bạn ơi. 6 tay sao ấy. Người nhện hôm trước mình đếm nào đây nha. 1, 2 tay này, 3 tay này, 4 tay này, ấy 5 tay, 6 tay, 2 cái tay đằng sau nữa các bạn ơi. Wow, được rồi, đội quân người nhện này là quá VIP luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm Haki chúa các bạn ơi. Haki chúa chúng đang ở đâu rồi? Oh, Haki chúa ơi. Bây giờ ta không sợ Kami đâu. Người nhện đã đến rồi. Oh, Kami có đủ tuổi để chiến đấu chiến thắng người nhện hay không hả? Kami làm gì có tuổi gì đâu. Wow, ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bọn Haki chúa nha. Còn mình sẽ chiến đấu cùng người nhện các bạn ạ. Mình sẽ lấy khẩu súng nào ngon một tí để chiến đấu cùng người nhện nha. Tiêu diệt Haki chúa các bạn ơi. Các bạn ơi, ai chưa ấn like thì ấn like video nha các bạn nha. Mọi người ấn like video hết đi để xem mình chiến đấu này. Mình cùng siêu người nhện chiến đấu các bạn ạ. Kiếm khẩu súng nhiều đạn nào. Đây rồi, súng này nhiều đạn ai. Ui giời. Let's go. Mọi người ấn like hết đi nha. Xem bọn mình chiến đấu đây. Đứng đây nào. Ok nào. Nào, xem nào. 1, 2, 3. Haki chúa đâu rồi? Có ngon thì đến đây. Kìa kìa, lối kìa. Lối kìa anh em ơi. Lối kìa kìa. Bọn chúng đã gọi quân ở đây đây. Wow. Boom, boom. Đây, đây nào. Đây, đây, Haki chúa ơi. Ui, nó cắn này. Ui, 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 ui. Wow, Haki chúa. Ui, các bạn ơi, nó mạnh lắm. Ui, chết rồi các bạn ơi. Ui, một con Haki chúa đã bị tiêu diệt rồi. Haki chúa ăn người nhẹ các bạn ơi. Ui, ui, oh no. Wow, chạy rồi. Ui ui, chết rồi, cứu 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 người nhện, người nhện bắn đi. Ui không. Wow, ui người nhện khổng lồ. Ui rồi. Wow, ui rồi. Ôi các bạn ơi, Haki chúa này nó mạnh quá các bạn ơi. Trời ơi, làm sao mà đấu lại được nó bây giờ. Ui ghê thực sự luôn các bạn ơi. Chạy thôi, chạy thôi. Bọn chúng mạnh quá các bạn ạ. Ui thật đáng sợ đây, không có cách nào tiêu diệt bọn chúng được. Ui các bạn ơi. Wow. Ui sao sao ngoài kia có một con. Ui con cắt tun cát còn nhiều tay hơn cả người nhện các bạn ơi. Wow, trời ơi, quái vật này mới là mạnh này. Ok, cơ hội của mình đây rồi. Cơ hội của mình bây giờ rồi. Mình sẽ thuyết phục con quái vật này tiêu diệt Haki. Quái vật này. Ta sẽ tiêu diệt mi. Ai cho mi đến đây? Mi đến đây để chiếm thành phố này đúng không? Trời ơi, mi còn yếu lắm ý. Món Haki chúa ở đây nó đã chiến đấu thắng rất là nhiều quái vật để chiếm thành phố này rồi. Mi không chiếm được đâu. Bọn Haki chúa nó đang đứng ở kia kìa. Có giỏi mi ra đấu với nó nhá. Mình vừa gọi con. Thấy các bạn ạ, mình vừa dụ con này rồi. Không biết con này có đến đấu, dám đấu với con Haki chúa các bạn ơi. Chúng ta cùng nhau xem là nó dám đấu nhá. Boom. Ui, ui nó đang nổi điên thế này. Nó đang di chuyển này các bạn ơi. Ui Haki chúa cũng ra luôn các bạn ạ. Ui Haki chúa cũng ra đấu với nó luôn, chúng ta cùng nhau. Ui, ui, không. Ui con này mạnh quá các bạn ơi. Ui nhìn nó này. Ui Haki chúa ra là tiêu diệt hết luôn đây các bạn ơi. Đấy Haki chúa nha. Ui Haki chúa đang đứng đây này. Ui nó bị kẹt rồi, nó bị kẹt. Ui mình sẽ gỡ kẹt nó cho nó các bạn ơi. Ây này, xuống đây. Xuống đây này con. Xuống đây con mèo này. Ui ui nó quýnh Haki chúa. Đây đây đây. Đấy. Ấy. Ui ui ui, nó tấn công Haki chúa các bạn ơi. Ui ui, ôi nhưng mà nó bị tiêu diệt rồi à? Nó bị tiêu diệt rồi à? Ui đâu, nó chưa bị tiêu diệt, nó ở đâu ấy các bạn ạ? Mình không biết nó trốn ở đâu đấy, không biết nó nhảy một phát nó đi đâu luôn các bạn ạ.
Ui kia 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 nó kia kia kia. Ui hình như là kia các bạn ơi. Đây rồi. À, xem nào. Ui nó đang bị mắc kẹt này nó. Ui wow. Ui các bạn ơi. Ui. Ui nó tấn công Haki này. Wow. Ui con quái vật này mạnh thật đây. Ui. Ui. Ui nó mạnh quá các bạn ơi. Nó bị kẹt bởi cái đường dây này các bạn ạ. Nó bị kẹt cái đường dây nhưng mà Haki đang cứ đến này. Ui cái tay của nó này. Con Haki nào đến nó tiêu diệt hết luôn các bạn ơi. Sao nó nhiều tay thế nhỉ? Ui thật là kinh khủng các bạn ạ. Ui các bạn thấy con quái vật này thế nào, cũng ghê gớm và đáng sợ không? Ui quái vật khổng lồ này, không biết con này ai sẽ tiêu diệt được nó đây. Được rồi mình ui, bây giờ là cơ hội của ta tiêu diệt con này. Còn mỗi một con Haki nữa thôi các bạn ơi, mình sẽ tiêu diệt nó nha các bạn nha. Còn Haki nữa thôi. Xong, trời ơi, bao nhiêu người nhện siêu cấp bị tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Hôm nay buồn quá, nhưng mà thành phố này lại xuất hiện thêm một con quái vật nữa các bạn ạ. Mình hy vọng là mình sẽ tìm được một siêu anh hùng mạnh hơn người nhện siêu cấp này để chiến đấu với nó nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mọi người nếu thấy thích cái video này thì hãy ấn nút like video và đăng ký kênh nha để ủng hộ mình nha. Giúp mình có động lực làm ra nhiều video hay hơn và để video lần sau các siêu người nhện có thể quay trở lại để chiến đấu và giành chiến thắng các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Nhân BB. Ok.